Kim xin chào tất cả các bác nhá. Ngày nay thì em test cho một bác khách ở Đồng Nai con PL2.18 Clut này. Đấy, với giá là 9.8 triệu anh em nhá. Con này công suất lên tới 1.800 và đây là bản Clut bản mới nhất của LX Autic dòng PL2.18. Con này thì nó sẽ cải tiến của một số thứ của con PL2.18 thường thì cái chiều sâu của nó sẽ ngắn hơn một chút. Đó. Và cân nặng nó nhẹ hơn một chút anh em nhé. Đảm bảo cho anh em là rất ok luôn. Đó. Rất là đẹp anh em nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mặt của nó cực kỳ đẹp anh em nhé. Mặt cực kỳ đẹp luôn. PL2.18 Flut. Rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Mặt phay rất đẹp anh em nhé. Ok chưa ạ? Giá của này là 9.8 triệu anh em nhé. Phí vận chuyển tùy từng nơi rơi dao động tầm khoảng độ là 400.000 anh em nhé. Đấy thì với bác khách này thì cũng rất là tin tưởng bên em thì em chỉ có lấy 300.000 thì bên em sẽ bao ship cho anh em nhé, tức là 10.100.000. Chiếc đáp của nó là đều bằng chiếc đáp bi hết anh em nhé, rất là xứng tay luôn. Đó. Con này thì rất là khỏe. Đã có bác lấy về chơi súp 60 anh em nhé. Đã có bác lấy về chơi súp 60 thì cũng rất là ngon lành luôn. Hoặc là súp kép con 125 đó, đều ok anh em nhé. Đó, đều ok. Đó, con này nói chung là nó rất là khủng. Nói chung chơi thì rất là ok. Và giá như em nói với cái giá chưa tới 10 triệu thì nó cũng rất là hợp lý. Vì cái đầu tiên là đầu tư không lớn. Ví dụ anh em chơi sang class TD. TD 1500p hoặc là TD 1800 thì giá của nó là 13 triệu anh em nhé, giá nó hơn rất là nhiều. Đó. Chưa tín hiệu. Tín hiệu nhỏ. À đây, rồi. Rồi ok. Đang đánh súp vậy ạ. Đang đánh con lavo bên trong nhỉ. Con lavo G-Sup 28 này. Anh em nhé. Đó, đang đánh con lavo G-Sup 28. Đó, đây đánh con lavo G-Sup 28. Con lavo G-Sup 28 này công suất lên tới 3000W anh em nhé. 3000W. Đó, nhưng mà con này cũng có thể nuốt tốt anh em nhé. Vì nó là một trong dòng đẩy rất là trâu bò anh em nhé. Cực kỳ trâu bò. Đang đánh với con G-Sup 28 đấy, hiện tại là 46 triệu một cặp, 23 triệu một chiếc anh em nhé. Đó, thì là đánh nuốt tốt luôn anh em nhé. Vì ở 4 ohm con này lên tới hơn 3000W, 3400, 3500. Một bên anh full, bên anh súp. Em cắt cốt trên con đây 480. Đó, đây súp này. Đó, ok chưa? Bốc đất luôn anh ạ. Đó, đánh êm luôn anh em nhá. Đánh êm luôn đấy. Chỉ có 9.8 triệu, chưa gồm phí ship. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em
với hai số điện thoại bên góc dưới. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nha. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.